Chiều ngày 12 tháng 6, tại Chùa Tỉnh Hội, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Thường trực Ban trị sự tỉnh đã họp sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng Phật sự 6 tháng cuối năm 2024. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký, Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh chủ trì phiên họp. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước cũng như toàn thể Chư Tung Đức Tăng Ni đã nỗ lực hết mình trong công tác hoàng dương chánh pháp, an sinh xã hội, kiến thiết trùng tu cảnh chùa, truyền tải các Phật sự, giáo lý trên không gian mạng hiệu quả. Ban trị sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể theo chức năng vai trò của từng ban ngành chuyên môn. Vì vậy, các Phật sự được lãnh đạo và điều hành hiệu quả hơn. Đại Đức Thích Bửu Hòa, Phó Thư ký Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm. Dưới sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội và thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, được sự quan tâm của chính quyền các cấp và với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể thành viên Ban Trị sự, hoạt động trong 6 tháng đầu năm đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận như duy trì chương trình họp, sinh hoạt tăng ni hàng tháng, tổ chức các khóa tu, bồi dưỡng kỹ năng văn phòng tổ chức thành công Đại lễ Phật Đảng Phật lịch 2568 và khóa an cư kiết hạ, quy tụ được nhiều tăng ni tín đồ Phật tử tham gia, phát huy sức mạnh tập thể. Hiện Phật giáo tỉnh Bình Phước có 202 cơ sở tự viện, một điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, 544 tỳ kheo, 88.561 tín đồ Phật tử. Trong 6 tháng đầu năm, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước cũng như toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni đã nỗ lực hết mình trong các phong trào phụng sự đạo Pháp và dân tộc, công tác từ thiện, an sinh xã hội đạt hơn 22 tỷ đồng. Tại phiên họp, Chư Tôn Đức đóng góp nhiều ý kiến cho phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2024, như tiến hành thành lập ban quản trị các tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức các khóa tu mùa hè, đại lễ vu lan, đặc biệt là công tác giáo dục và đào tạo tăng ni. Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu ghi nhận những thành quả và sự cống hiến của tăng ni Phật giáo tỉnh nhà. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2024, Phật giáo tỉnh Bình Phước đã tích cực đồng hành cùng với tỉnh thực hiện chương trình an sinh xã hội, phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước. Các tăng ni Phật tử trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc đúc kết phiên họp thượng tòa thích đức thiện chỉ đạo ban trị sự phật giáo tỉnh nhất là bộ phận thư ký văn phòng trà soát căn cứ hiến chương quy chế của trung ương giáo hội và luật pháp nhà nước có văn bản báo cáo tham mưu lên thường trực ban trị sự để giải quyết triệt để những vấn đề còn tồn động